Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Nãy giờ thì mình ở dưới cái chỗ dân làng thì mình cũng đã tìm ra một vài dân làng bán cho mình sách tốt ha. Đầu tiên là một dân làng bán cho mình sách Golden Strike. Cái dòng này thì theo như thông tin nó ghi là khi mà mình đánh á, đánh quái thì mình sẽ được một cái lớp kiểu như là lớp khiên để mình phòng ngự nó tốt hơn. Còn bác bên này thì bán cho mình cái quyển sách là Potion Barrier, tức là khi mình dùng thuốc hồi phục á thì mình sẽ có được một lúc giảm 80% sát thương luôn. Nghe có vẻ là rất là hợp lý khi mà mình hồi phục á. Lúc đó thì mình cũng dễ bị ăn hiếp nữa, nên những quyển sách đó sẽ khắc phục những cái nhược điểm mà mình đang mắc phải. Và bây giờ thì mình sẽ mua thêm một vài quyển sách sửa chữa, tại vì cái set giáp thép rồng của mình á nó chưa có dòng sửa chữa, thế nên là bây giờ mình sẽ gán mua rồi ép vô ha. Để có gì mình còn sửa nó bằng kinh nghiệm nó dễ dàng hơn. Nón sửa chữa nè. Áo sửa chữa. Quần sửa chữa và cuối cùng là ủng sửa chữa ha. Còn cái dòng Potion Barrier thì chắc mình sẽ ép vô cái áo đi. Đã nha. Cây kiếm thì sẽ được mình ép cái dòng Golden Strike ha. Chắc mình sẽ đi test thử luôn nha. Để xem coi cái khiên phòng ngự của nó là như thế nào. Bây giờ đang ban đêm nè, có nhiều quái để mình test lắm. Đây, test thử nhá. Nói là cái khiên thôi nhưng thật ra nó là nó sẽ búp cho mình cái hiệu ứng kháng cự nha. Nè nè, kháng cự nè. Tức là mỗi khi mình đánh bại một con quái thì mình sẽ có được 2 giây để mình có kháng cự 3 ha. Wow, như vậy thì mình sẽ rất là trâu luôn á. Có thể cân nhiều con trong cùng một lúc là thoải mái luôn. Được, đây là một dòng enchant cực kỳ tốt. Sau khi nâng cấp những cái giáp và vũ khí rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cái kho chứa đi. Thường thì mình sẽ dùng cái đan này, nhưng mà hiện tại thì cái sức chứa của nó khá là ít luôn, nên mình muốn nâng cấp nó lên một tí. Mình sẽ nâng nó thành cái đan cấp độ 2 ha. Nhưng mà cấp độ 2 thì mình sẽ cần thêm một cái khối redstone được nén lại nè. Nó từ 9 khối redstone ha. Cái này thì khá là dễ. Rồi, giờ thì chỉ cần ấn công thức này là chúng ta sẽ nâng cấp lên cái đan cấp độ 2. Xong, giờ thì kho chứa nó sẽ lên được thêm một hàng nữa. Cũng khá là ok rồi. Đồ đạc thì bây giờ mình sẽ gom vô lại ha. Tại mình sợ mình chế tạo xong nó mất đồ bên trong á. Thế nên là mình cất ra ngoài hết liền, cẩn thận á. Rồi một xíu thì mình sẽ lấy thuốc hồi phục các thứ thêm. Kế tiếp đến thì mình sẽ chế tạo thêm khoảng 5 cái ngôi sao kiến thức á. 5 cái. Đây, và dùng liền. Mục đích của mình chế tạo 5 cái ngôi sao kiến thức này là để mình học cái phần test dummy nè. Cái này thì khá là hay ha, giúp mình có thể chế tạo ra được những cái con người nộm để mình test sức mạnh ấy. Hiện tại mình thiếu cái này hả ta? Ok, làm thêm 2 cái. Có thiếu kiện rơm không? Rồi, đủ công thức nè. Mình đã có được cái test dummy rồi. Cái này mình sẽ đặt ở đâu để mình test ta? Trên này thử coi. Đó, mình có thể đánh vô ha. Đó, nó sẽ hiện sát thương khi mà mình đánh nè. Còn khi mình bật cái rampage lên coi. Chù, lên 60 mấy sát thương trên một đòn đánh nè. Chưa đâu. Nếu như mà mình ở bên cái thế giới kho báu thì nó sẽ còn tăng lên nữa cơ. Còn về cây cung thì sao? Cây cung của mình thì... À, mình không có mũi tên, quên mất. Đây lại nha, cầm cây cung coi. Cái cung mình trung bình là sẽ bắn được 40 sát thương ha. Vậy mà sao qua bên thế giới kho báu nó lại mạnh dữ vậy ta? Ủa, ảo thật đấy. Cái cúp của mình mà bây giờ gõ một cái mười mấy sát thương nè. Ghê thiệt á. Công dụng của cái này là để mai mốt mình có vũ khí hay là cái gì mới thì mình sẽ test lên cho nó trực quan hơn á. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ tới phần nâng cấp sức mạnh của mình. Hôm rồi thì mình cũng khá là ít khi học kỹ năng mới á. Và bây giờ mình muốn học một cái kỹ năng hoàn toàn mới, có tên là thợ săn. Trời trời, kỹ năng thợ săn này khi mà mình kích hoạt á thì mình có thể nhìn những con quái xuyên tường luôn. Kiểu như mình hách nhìn xuyên tường vậy á. Mà học nó thì khá là rẻ nữa. Mình nâng cấp nó lên cũng rẻ luôn. Nâng cấp một lần tốn có một điểm kinh nghiệm thôi à. Một điểm học kỹ năng thôi à.
Chắc mình nâng nó lên cấp 3 để tăng cái tầm luôn đi. Với lại giảm thời gian hồi chiêu ha. Kỹ năng này rất là rẻ luôn á. Rồi, nâng lên cấp 3 nha. Và nó còn có thể nâng cấp thêm một lần nữa. Ở đây thì mình thấy nó có cái nhánh Hunter Observer. Nó có thể giúp mình tìm thấy những cái rương kho báu nè. Rồi những cái obelisk, những cái phiến đá cổ ấy. Rồi những cái onta nữa. Mình thấy cái nhánh nâng cấp này khá là hay nè. Để giúp mình dễ dàng tìm những cái phiến đá cổ hơn. Mình nghĩ là mình nên nâng cấp cái nhánh này á. Để một xíu mình test thử luôn nha. Rồi, nâng cấp một kỹ năng mới thành công rồi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp về sức mạnh đi. Hiện tại thì mình có thể nâng cái sức mạnh của mình lên thêm một lần nữa. Để lên sức mạnh cấp độ 4 nha. Parry là cái khả năng chặn đòn hả? Mình sẽ nâng thêm một lần nữa đây. Lên cấp độ 3 luôn. Rồi. Và như giờ thì sức mạnh của mình là cấp độ 4. Đánh một cái coi. Ồ, một đòn đánh của mình 40 đam. Ghê thiệt. Tiếng này mấy cái con quái vật bên thế giới kho báu tới số với mình liền. Nâng cấp các thứ xong rồi, bây giờ là chỉ cần lấy và lề kho báu là chúng ta có thể lên đường và test kỹ năng thôi. Với kỹ năng mới này thì mình tin chắc là cái việc mình tìm những cái phiến đá cổ ở bên thế giới kho báu nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều ha. À mà quên nữa, mình còn phải hồi sinh Eternal của mình. Quên mất. Đâu có cho kiểu ở không được. Tỉnh dậy đi em cháu ơi. Tỉnh dậy cái đi. Ờ, bộ giáp này chắc tại yếu quá nên Eternal của mình dễ bị ăn hành đúng không? Được. Bữa nay mình đầu tư hẳn luôn cái bộ giáp bằng Netherite Magic của mình nha. Giáp này hơi bị VIP luôn. Ăn hành nữa thì chịu luôn á. Giáp cũ thì mình sẽ tạm thời mình cất lên đây. Rồi, giờ thì cho em cháu này bộ giáp Netherite nha. Công việc còn lại là kích hoạt cái cổng kho báu lên và đi săn thôi. Để xem. Lần này chúng ta sẽ... Đây là một cái cánh cổng. Cho mình 15% cơ hội tìm được cái artifact. Được nha. Ủa cái này đổi nhiêu vậy? 188 level. Thôi dẹp đi. Ây dạy. Artifact trong đây là một cái vật phẩm gì đó, nó khá là hiếm có ha. Nên lần này mình có 15% cơ hội tìm được nó cũng khá là ít thôi. Nhưng mà mình vẫn phải kiểu như có niềm tin chứ. Mình có nên bật thử cái kỹ năng dò tìm phiến đá cổ không nhỉ? Lần này có 3 phiến đá cổ thôi, được. Mình sẽ bật lên ha. Ồ, đây nè. Đây một cái rương đổi 2 phút nữa. Bây giờ mình đổi liều luôn đi. Để xem. 2 phút cho nhiêu đây đồ. Chắc mình phải bật thêm cái kỹ năng dò tìm phiến đá cổ của mình rồi. Ấy da. Được, kích hoạt lên đi. Để coi gần mình có phiến đá cổ nào không nha. Nó chỉ là những cái chấm xanh thôi nên mình cũng khá là khó để có thể định vị được á. Căn phòng này có vẻ là không có rồi. Đây là rương 2 phút, sao toàn rương đổi thời gian không vậy? Bữa nay là bị làm sao rồi? Nãy giờ là 3 cái rương đổi thời gian rồi. Đây là một căn phòng vô ích nè. Mình sẽ tranh thủ mình khám phá căn phòng vô ích này thử xem. Biết đâu bất ngờ. Đầu tiên là xuống dưới trước ha. Sau đó kích hoạt. Để xem đây là... Đây là căn phòng có nhiều rương và quặng luôn. Hợp lý, tranh thủ loot mới được. Ôi khối netherite đâu nè. Đã nha. Giờ là mình có cúp xịn á nên mình dùng cúp mình đào thôi. Nó còn nhanh hơn á. Đó. Mình có cái mẹo loot mới rồi. Yay, như vậy là mình có thể quét sạch được hết đồ trong cái căn phòng này luôn á. Phải chi lần nào mình mở căn phòng này cũng may mắn như vậy ha. Thì hay biết mấy. Nhưng mà mở rương thì cũng phải để ý coi quái nó có dí theo không nha. Đông quá mà nó dí theo nó úp sọt một phát là đi luôn á. Đi bán muối thiệt. Rồi, đào thêm mấy cái quặng này nữa. Sơ qua thì mình đã vét gần xong cái căn phòng này rồi. Chắc một tí mình phải lên trên tập trung tìm phiến đá thôi. Mình còn 9 phút để tìm 2 phiến đá còn lại kìa. Cũng khá là căng đó. Đây rồi. Phiến đá thứ hai.
Còn một phiến nữa thôi. Ở bên đây chẳng, hồi nãy mình thấy có đốm xanh. Chính xác, kế bên luôn. Hên thiệt sự à. Rồi, và như vậy thì mình hoàn toàn kịp để chúng ta có thể triệu hồi boss ha. Để mình dọn nốt mấy con này rồi chúng ta sẽ xử lý boss ngay lập tức nè. Quái căn phòng này hơi nhiều một xíu. Xử lý nốt đi rồi mới đánh boss được. Đi ra chỗ khác. Ừ, cất đồ nữa, quên. Cất đồ cho gọn, một hồi đánh boss còn loot đồ của boss. Xong nhá. Rồi lấy thêm một trái táo vàng ra ăn nè. Rồi, khoảnh khắc này cũng tới rồi. Triệu hồi boss. Xúc thôi. Ui, bật răm bay lên. Ăn trái táo. Xúc. Này boss nè. Mình giết boss cho một nốt nhạc thôi. Yes. Thành công rồi. Ôi mà lần này có Eternal mình sung chưa cơ. Wow, Eternal mình mới được trang bị giáp mới sung ghê luôn. Chạy lia lịa luôn cơ. Và để xem coi lần này thì chúng ta có đủ may mắn để lấy được cái miếng artifact đầu tiên hay không. Ui da, lộn chỗ à. Miếng artifact là một vật phẩm cực kỳ hiếm đó. Và nope. Ok. Không sao. Không có thì không có gì phải buồn hết. Có buồn thì buồn một chút thôi á. Mọi công nhận cũng hơi buồn thiệt. Rồi giờ thì chắc mình có cái bàn này mà ta. Đúng rồi, mình có cái bàn này thì mình có thể tìm được những cái cánh cổng giống như vậy á. Cánh cổng cái đó mình nhớ là cái dòng tên là Johnny thì phải. Để mình kiếm coi có Johnny hay không nhá. A few moments later. Đây rồi, có Johnny nha. Nhưng mà mình sẽ bị đói các thứ hả ta? Thôi kệ. Đói xíu chắc cũng không sao đâu. Quất luôn. 12 cấp. Ok. 12 cấp thì lấy một ít kinh nghiệm ra. Chọi xíu lại lên 12 cấp chứ gì. Rồi. Lượm cục kẹo cái viên pha lê này nha. Hy vọng là lần này chúng ta sẽ may mắn và có được cái miếng artifact đầu tiên. Chứ đừng như hồi nãy hụt hẫng lắm. Rồi, lên đường thôi. Lần 2 đó. Đây rồi. Giờ thì mình vẫn là có 15% cơ hội có được cái miếng artifact. Hơi căng. Cánh cổng lần này thì chủ yếu là mình cần tìm đồ ha. Ôi nhưng mà mới vô mình đã tìm đủ 2 cây gậy rồi nữa. Ngon. Tiếp theo thì mình chỉ cần đi săn những cái con zombie chết đuối ha. Tức là những con giang hồ biển á, với cả Ripper và nhện thôi. Là xong cái thử thách lần này rồi. Tính ra cái này cũng dễ thôi. Đập thử coi. Ê, chưa kịp đập quặng nữa mà. What the heck. Chưa kịp đào cái quặng nữa. Rồi để mình đào cái quặng màu đỏ. Ui, bây giờ có một vài con nó có cái hiệu ứng đánh bật lùi ghê vậy. Đó, cái quặng màu đỏ đó mình đào nó vẫn không ra nha. Kỳ thiệt. Nữa nè. Để coi lần này mình có đào được cái quặng đỏ này hay không. Ủa, lần này thì đào được. Ồ, hồi nãy đào không được nhưng mà bây giờ đã đào được rồi nè. Ủa, đủ luôn rồi nè. Ảo thật đây. Hai thanh niên rơi ra hai cái bình luôn ạ. Rồi. Để xem coi lần này thì chúng ta có đủ may mắn và có được cái miếng artifact hay không á. Mình chỉ có 15% cơ hội thôi. Xác suất này cũng khá là thấp. Nên mình hy vọng là lần này sẽ khác. Hơi bị hơi gùng luôn á. Có hay là không? Artifact. Nope. Rồi luôn. Không có luôn. Xu vậy. Không có bất kỳ một miếng artifact nào luôn ấy. Toàn là mảnh giáp thôi. Ồ, tới hồi cần mảnh giáp thì không thấy đâu. Bữa nay thì cần không cần mảnh giáp thì cho cả đống mảnh giáp. Nhưng mà mình vẫn sẽ không có bỏ cuộc đâu. Tiếp tục chế tạo pha lê kho báu để săn tìm cái miếng artifact đầu tiên ha. Ồ, bây giờ nó có cái dòng Exploration. Có phải là phiên bản nâng cấp của Journey không ta? Mình thấy cái màu nó khá là giống nè. Có thể lắm.
mình sẽ thử đi một cái cánh cổng kho báu, nó có cái dòng exploration á, nó còn có dòng tốc độ nữa, nên mình nghĩ nó khá là tốt đây. Thử đâu, hy vọng là phiên bản nâng cấp của Journey ha, mạng 3 cánh 1. Đi thôi, mình quyết tâm rồi, mình phải tìm được artifact thì thôi ha. Chính xác, lần này thì mình có tới 25% cơ hội tìm được cái miếng artifact lớn, nó tăng thêm 10% nha. Mới vô đã có rương gì đây, mấy trái tim vậy? 23 trái tim. Chu cha mà ơi, nhiều thế. Để mình tranh thủ mình đổi trái tim lẹ lẹ mới được. Tiếp tục. Còn mấy trái tim nữa? 7 trái tim nữa. Cẩn thận nha. Sao không? Ui dồi ôi, cái rương đổi thì nhiều trái tim mà sao đồ cho bèo vậy? Xong rồi. Lừa rồi. Kích hoạt kỹ năng dò tìm mới được. Phiến đá cỏ, gần đây có phiến đá cỏ không? Ồ, trước mặt, hình như trước mặt. Chính xác rồi. Quá đã luôn, mình đã dò ra được một phiến đầu tiên rồi. Gần đây thì có vẻ không còn phiến nào hết. Mình đã dò ra được phiến đá cổ thứ hai. Bao nhiêu linh hồn? Ủa, cái này trái tim mà, 23 trái tim tiếp. Ok, đổi luôn, ngại gì vết bẩn. Để mình lấy nhiều máu ra cái đã. Lọt xuống dung nham nha cưng, định quýnh anh ha. Đâu có dễ. Ui, nó bò lên luôn. Trời ơi, con nhện nó trâu tới mức mà nó lọt xuống dung nham đâu 5-6 giây mà nó chưa chết cơ. Ui, con nhện trong đây nó muốn thành tinh rồi. À, dưới này nó còn có quặng các thứ à. Ê, cũng được, ít ra nó còn có thêm quặng cho mình đào. Nhảy vô đây đào luôn. Đây, phiến đá thứ ba rồi. Cố lên, hai phiến cuối cùng. Phiến đá thứ tư. Nhờ cái kỹ năng này mà mình tìm những cái phiến đá nó dễ hơn hẳn luôn á. Quá là tốt ha. Phải chi mình học kỹ năng này sớm ta, là mình đã tiết kiệm được rất là nhiều thời gian trong việc tìm những cái phiến đá cổ rồi. Ồ, đây rồi. Phiến đá cuối cùng. Tới công chuyện mình sẽ quýnh liền luôn. Kêu Eternal ra, bật kỹ năng lên. Xúc, quýnh nhanh gấp gọn. Ây da da. Ui, sao quýnh đầu ấy. Ây da. Này thì boss nè. Lụm cục kẹo boss trong một nó nhạt tiếp. Lần này thì mình có tới tận 25% cơ hội có được miếng artifact đó. Nên mình mong là chúng ta sẽ có được một miếng artifact đầu tiên nha. Liệu rằng... Yes! Đấy rồi! Cuối cùng thì chúng ta cũng có được một cái mảnh artifact đầu tiên. Wow! Cái mảnh này hơi bị hiếm á nha. Trời đất! Và khi mình kích hoạt cái mảnh lên thì... Ui, lắc. Mình sẽ có được... Wow! Này, đây là mảnh artifact quý hiếm này. Nó có rất là nhiều mảnh ghép bị thất lạc giống như vậy nha. Mình chắc phải gán tìm... Ui, đâu mất tiêu rồi. Artifact đây, nó trong đây. Mình phải gán tìm thật là nhiều. Và cái này thì mình sẽ để ở một nơi nó đặc biệt hơn. Mình sẽ đặt bên cái căn phòng cất giáp của mình. Yeah. Căn phòng này tầng 2 còn trống nha. Mình đặt ở trên là hợp lý này. Một miếng đầu tiên thì mình sẽ đặt ở đây. Sau này mình có nhiều hơn thì mình sẽ lắp ở xung quanh luôn ha. Được không ta? Hay là để trên nữa nhờ? Thôi lắp ở trên này không đẹp. À mà thôi lắp ở nhà luôn đi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây nha, để trên đầu giường của mình nha. Úi giời ơi, miếng đầu tiên luôn á, thích quá à. Ngoài ra thì cái rương lần này nó còn cho mình hai cái rương kho báu nè, một ít mảnh kiếm giáp đồ, một cái siêu. Yes, chúng ta lại có thêm một cái siêu mới rồi. Vô, đã nha, để đó.
Và đặc biệt hơn, nó còn có một cái mảnh giáp nữa nè. Mảnh giáp automatic. Ờ, có một mảnh thôi. Hơi bèo quá ta. Phải chi hai mảnh giống như cái rương bò địa ngục hôm qua thì hay ha. Mà không sao, có bao nhiêu mảnh thì mình mở bấy nhiêu mảnh thôi. Hả? Ồ, mình được một cái ao. Wow, trời, cái áo này. Cái áo trong cái rương automatic cực kỳ đẹp nha. Ui, đẹp đến vậy sao? Nó ở một cái tầm cao mới luôn rồi. Nhìn như một chiến binh, như một siêu nhân luôn chứ không phải chiến binh nữa. Đẹp thiệt sự. Không được rồi, mình phải kết hợp giữa cái nón chiến binh đầu bò này với lại cái áo mới này thôi. Nó đẹp không thể cưỡng lại được luôn. Đây có vẻ là cái áo đẹp nhất trong cái phòng cất giáp của mình luôn ấy. Trời ơi, full set chắc nó còn đẹp dữ nữa. Hôm nay quá thật là một ngày tuyệt vời ha. Vừa có giáp đẹp mà vừa có artifact đầu tiên nữa chứ. Mình sẽ làm thêm một chuyến nữa mới được. Tranh thủ. Làm thêm một chuyến nữa ha. Odyssey. Đây là cái giọng cực kỳ xịn nha. Mình có search Google thì cái giọng này á là nó sẽ tăng rất là nhiều cơ hội để mình tìm được những cái mảnh artifact đây. Thời tới rồi. Ghép lẹ luôn, chần chờ gì nữa. À, mà ví dụ mình ghép cái này với cái siêu được không ta? Hai cái này làm chung được không? Ồ, hai cái này không làm chung được nha. Ra là vậy. Vậy thôi, bây giờ tạm thời mình sẽ tìm những cái miếng artifact nốt trong ngày hôm nay đi. Rồi những ngày sau thì chúng ta sẽ chuyển sang làm những cái siêu này. Ngày nào ra ngày đó ha. Rồi, được đó. Còn bây giờ thì chuẩn bị thêm đồ đạc các thứ để chúng ta lên đường nè. Mà chắc mình sẽ cất bớt đồ ra. Mình sợ chuyến này đi nhiều đồ quá mình loot không hết á. Mình sẽ tạm thời cất bớt đồ ở nhà ha, để có thêm gì kho chứa rồi một xíu chúng ta loot thiệt là nhiều đồ mới mang về nữa chứ. Rồi, kho đồ bây giờ là hơi bị trống rồi đó. Lên đường. Để coi update lần này nó sẽ cho bao nhiêu phần trăm. 50%. Không lầm đâu, 50% cơ hội tìm được cái phiến, ủa cái mảnh artifact đấy. 50% mà mình không tìm được nữa thì chịu với nhân phẩm của mình luôn. Nhưng mà có vẻ lần này thì đồ nó không được giàu cho lắm thì phải. Để thử kiểm tra coi. Đúng rồi, mình thấy đồ không được giàu cho lắm nha. Chắc ăn thua là mình lấy rương boss á. Đào coi lần này có được cái quặng màu đỏ không. Được nè. Cái quặng màu đỏ đào lúc được lúc không nha. Đi rồi. Phiến đá đầu tiên. Lần này thì mình tìm tới tận 6 phiến lận. Nên mình cần phải đẩy nhanh cái tốc độ tìm phiến đá hơn. Phiến đá thứ hai rồi nè. Đây có phải là phiến đá thứ ba? Chính xác rồi. Ê, xa mình thấy sao giống như phiến đá lắm. Phải phiến đá không vậy? Phiến đá. Ui không phải. Cái rương 224 cấp à. Oh no. Trước mặt. Hình như trước mặt là phiến đá thì phải. Chính xác rồi, phiến đá thứ tư. Đây, phiến đá thứ năm hay sao nè. Nhìn quen lắm. Có. Ngay cái căn phòng cổng kết thúc luôn. Sau đó thì quét sạch. Đây là cảm giác mà mình thích nhất á. Đây rồi. Phiến đá thật. Ôi, hai phiến đá luôn. Nhân phẩm rồi. Vậy thì lượm cục kẹo liền thôi. Triệu hồi Eternal. Xúc thôi. Bật kỹ năng siêu mạnh. Chặt boss thôi. Chặt boss trong nốt nha. Ui da. Chống cửa. Liên quan chặt.
liên hoàn chặt nè. Ồ, thành công rồi. Hồi nãy thì chỉ có 25% thôi mà chúng ta đã có được một mảnh artifact đầu tiên á. Bây giờ có tới 50% đấy. Mà không có nữa. Trời, sao mà không có được? Chẳng lẽ mình xui tới vậy sao? Yes, và chúng ta đã có được mảnh artifact thứ hai rồi. Yo, ngoài ra thì nó còn cho mình thêm rương nè, mảnh giáp các thứ á. Rồi một cái chip gì nữa. Ok, tương đối tốt, tương đối tốt. Chắc mình sẽ mở luôn cái mảnh artifact này á, để coi coi nó sẽ cho mình cái mảnh hình dạng như thế nào nha. Hy vọng là đừng có trùng. Cái mảnh này là cái banner thợ săn kho báu. Wow, xịn nha. Một cái mảnh artifact cực kỳ đẹp luôn. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã có được hai mảnh artifact luôn rồi. Mà từ khi là mình mặc cái giáp Netherite Magic cho Eternal thì có vẻ là Eternal tích cực chiến đấu hơn nè. Mình cũng thấy đó là một cái dấu hiệu chuyển biến khá là tốt của Eternal á. Sắp tới mình sẽ cố gắng đầu tư nhiều hơn những thứ tốt tốt để Eternal có thể hỗ trợ mình ha. Một mấy dân làng bán hai quyển sách thứ dữ cho mình nè. Có cái nào bác này? Chắc không phải lạc đà của bác này đâu nhờ. Chắc vậy rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ tạm thời nhốt cái bác này lại. Ví dụ nha, ví dụ bác này mà biến mất là hai cái bé lạc đà này là sẽ là của mình. Ôi giời ơi, kế hoạch là như vậy á. Có lạc đà là dễ. Thôi còn bây giờ thì mình sẽ cùng rồng đi du lịch để xả stress một xíu ha. Chứ bữa nay là chúng ta săn những cái mảnh artifact cũng hơi mệt rồi đó. Chu choa, con rồng này láo thế nhờ. Ngươi phun lửa ai? Gớt này chứ cứng. Bay xong mà nổi, bị đóng băng xong mà bay nổi. Ui con rồng này hung nè. Hung dữ nè. Này thì hung dữ hả? Trời đất ơi, mình đang cưỡi rồng sấm sét thì bị con rồng này cà khịa á. Tới số ngươi rồi. Mà công nhận con rồng này cho nhiều vảy thiệt sự luôn. To đùng. Cho đúng 3 cái vảy. Sao mà đỡ được. Đây là cái gì đây? Wow, mình thấy đây nó có công trình gì lạ nè. Cái gì đây? Ôi. Nữa hả? Ôi. Trời ơi, con rồng này ở đâu nó bay tới vậy? Mô Phật. Nãy giờ bị úp sọt 2 lần rồi đó. Hết ở vùng sa mạc rồi, bây giờ qua vùng hoang mạc cũng bị nữa. Nay bị úp sọt hơi bị nhiều nha. Mình thấy phía bên này có... Đây là chỗ của mụ Medusa và mấy thanh niên bị mụ ta quá đá nè. À là vậy, mình sẽ ám sát một chút. 1 tên. 2 tên. Còn tên nào nữa không? Đằng kia còn tên cơ. 3 tên. Ui, mụ ta tới rồi. Này thì Medusa nè. Mụ Medusa này thì không có xịn bằng mụ Medusa ở cái nhà dưới lòng đất á. Nên mình cũng không ngán cho lắm. Tảo bẹ khô. Cái kiếm của mụ ta nữa nè. Lượm luôn. Tịch thu. Mình thấy trong đây á, nó có một vài loại collector mà mình có thể chế tạo được nè. Chẳng hạn như cái collector màu vàng này đi. Mình còn thiếu gì không? Mình đủ công thức này. Như vậy thì sắp tới mình có thể chế tạo một số lượng tương đối là nhiều những cái chìa khóa mới để chúng ta mang theo đi khám phá nè. Cái này thì mình không có. Coi cái nào mình có nữa không. Cái quặng trái tim này mình có nè. Vậy thì tốt quá rồi. Quặng màu cam này cũng có. Được. Giờ thì mình chỉ còn thiếu những cái khi bờ lăng này là có thể làm được những cái chìa khóa rồi. Rồi luôn. Chuyến này chế tạo chìa khóa đã luôn nha. Được 9 cái nè. Mình sẽ làm lần lượt là mỗi thứ 3 cái đi. 3 cái màu cam.
Đây, và cuối cùng là ba cái màu vàng á. Dạ, vậy là sắp tới chúng ta gặp mấy cái căn phòng mà những cái cửa tương ứng là có thể mở và đi vô lấy đồ rồi. Càng vì sao thì mình nghĩ đồ nó sẽ xịn lên dần á. Nên bây giờ mình mang theo những cái chìa khóa này là một cái biện pháp để chúng ta có thể lướt được những cái món đồ xịn ở trong đó á. Như vậy thì hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời khi mà mình đã sở hữu được hai cái mảnh artifact cực kỳ hiếm này á. Và mình càng sở hữu được nhiều miếng artifact thì sắp tới mình sẽ có cơ hội có được những cái vật phẩm hơi bị xịn sò để chúng ta dẫn tới cái kho báu cuối cùng nha. Đó là mục tiêu của mình trong cái cuộc hành trình này. Và hy vọng thì chúng ta sẽ sớm sở hữu thật là nhiều những cái miếng artifact còn lại. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi bội thu ngày hôm nay. Hy vọng những chuyến đi sau thì chúng ta sẽ bội thu không kém như ngày hôm nay ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.